Cô Quỳnh xin chào tất cả các con. Các con thân mến, vậy là cô trò chúng mình đã phải xa nhau một thời gian cũng khá là dài vì con virus corona vô cùng nguy hiểm và đáng ghét đúng không nào? Và trong khoảng thời gian nghỉ ở nhà chống dịch thì các con đã làm những việc gì? Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con làm những chú ốc sên từ những tờ giấy bìa màu này để giúp cho kỳ nghỉ chống dịch của chúng ta vui hơn và có ý nghĩa hơn nhé. Để làm được những chú ốc sên, cô cần những nguyên liệu như sau: giấy bìa màu, một chiếc kéo, một cây bút viết bảng, một chiếc chì, lọ keo dán và một chiếc cốc. À, đây chính là chiếc cốc bình thường chúng mình dùng để uống nước đúng không nào? Vậy thì các con có biết hôm nay cô Quỳnh sẽ dùng chiếc cốc này để làm gì không nhỉ? Để biết cô sẽ sử dụng chiếc cốc này như thế nào, cô xin mời tất cả chúng mình hãy cùng chú ý xem video của cô nhé. Chiếc cốc này, như các con quan sát, có thể thấy miệng cốc có dạng hình tròn không nào? Và phần đáy cốc cũng là dạng hình tròn. Và cô sẽ tận dụng hình tròn của đáy cốc và miệng cốc để in hình tròn trên những tờ giấy bìa màu này nhé. Nào, chúng mình cùng quan sát cô nào. Úp chiếc cốc xuống. Rồi giữ chặt cốc, tay phải chúng ta cầm chì và in hình tròn theo hình miệng cốc. Và bây giờ cô đã in được một hình tròn rồi, chúng mình quan sát này. Và tiếp theo cô sẽ sử dụng hình đáy cốc để in một hình tròn lên tờ giấy màu vàng này nhé. Cô cũng ập chiếc cốc xuống, tay trái giữ chặt và tay phải cô in theo hình đáy cốc. Rồi, như vậy là cô đã in được hai hình tròn rồi. Và bây giờ công đoạn tiếp theo, cô sẽ sử dụng kéo và cắt theo đường viền để lấy được hình tròn này ra nhé. Chúng mình cùng quan sát cô cắt nhé. Cắt theo đường viền mà cô vừa in. Chúng mình cắt thật khéo để được một hình tròn thật đẹp nhé. Tên tên, cô đã cắt được một hình tròn rồi. Và cô cũng làm thao tác cắt tương tự với hình tròn thứ hai. Tay phải cầm kéo, tay trái cô giữ tờ giấy và cắt lượn tròn theo đường cô vừa in. Như vậy là cô đã cắt được hai hình tròn rồi. Và tiếp theo cô sẽ sử dụng hình tròn to hơn, gấp đôi lại. Để làm phần đế dưới để cho bạn bức sên đứng. Đấy, sau khi gấp lại, chúng mình thấy này, gấp đôi hình tròn lại, ta đã được một hình nửa hình tròn và có thể đứng được hoặc bênh được như thế này đúng không nào?
Tiếp theo, hình tròn nhỏ hơn, cô sẽ dán lên, đè lên trên hình tròn to màu xanh này để làm gì các con biết không? À, để làm gì? Để làm chiếc vỏ của ốc sên. Chúng mình cùng quan sát cô nhé. Cô dùng keo và phết lên hình tròn. Nếu không dùng keo, chúng mình cũng có thể dùng băng dính hai mặt đấy. Rồi, cô sẽ dán chồng lên phía trên hình tròn nhé. Ồ, chắc các bạn thắc mắc là như này đâu giống ốc sên đúng không? Đúng không? Chưa ra hình ốc sên. Vậy bây giờ cần thiếu ốc sên để tạo thành con ốc sên còn thiếu gì nhỉ? À, cô sẽ cắt giấy để tạo thành mắt của bạn ốc sên nhé. Cắt hai dải giấy nhỏ. Cô cắt rất đơn giản thôi. Nếu chúng mình muốn chiếc râu mắt của bạn ốc sên cong thì chúng mình cắt hình hơi cong một chút nhé. Cô cắt đôi mảnh giấy này ra. Sử dụng keo dán và dán vào phía trên đầu của bạn ốc sên nào. Tương tự với dải giấy còn lại, cô cũng phết keo và dán. Tiếp theo, cô sẽ cắt hai mẩu giấy hình tròn màu xanh để tạo thành chiếc mắt cho bạn ốc sên. Một hình tròn. Một hình tròn tiếp theo, cô sẽ dán hai hình tròn này lên phía trên đầu của hai dải giấy này nhé. Hình tròn còn lại, cô dán tiếp làm mắt tiếp theo. Rồi, chúng mình đã thấy giống bạn ốc sên chưa nào? Chắc là vẫn chưa rồi. À, bạn ốc sên thì sẽ có hình xoáy ốc ở phía trên. Đúng không nào? Bây giờ cô sẽ vẽ chiếc xoáy phía trên lưng của bạn ốc sên nhé. Cô sử dụng bút dạ màu đen vẽ xoáy tròn. Wow, vậy là bạn ốc sên của chúng mình đã hoàn thành rồi. Để cho bạn ốc sên thêm sinh động thì cô sẽ vẽ thêm một chấm đen ở phía hình tròn trên này để cho đôi mắt của bạn ốc sên nổi bật hơn nhé.
chấm thêm, hai chấm đen này, và thêm một chiếc miệng xinh nữa nào, một nét cong làm miệng. Rồi, đen đen. Vậy là cô đã làm xong một bạn ốc sên rồi. Chúng mình thấy bạn ốc sên này có dễ thương không nào? Và cô sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng mình làm một bạn ốc sên tiếp theo nhé. Cô cũng sử dụng tờ giấy màu vàng, cô sẽ cắt thành một dải hình chữ nhật dài. Cắt thành một dải hình dài nhé các con. Chúng mình cùng quan sát xem bạn ốc sên thứ hai này có gì khác so với bạn ốc sên vừa rồi nhé. Rồi, cô đã được một dải giấy dài rồi. Và bây giờ bước tiếp theo cô sẽ quận dải giấy này lại, quận tròn vào, giống như là động tác chúng mình quấn thảm lúc nào. Sao mà chúng mình có thắc mắc là tại sao mà làm mặt ốc sên mà cô chỉ cần quận tròn như này mà ra được mặt ốc sên nhỉ? Chúng mình cứ quan sát và chờ xem nhé. Ô, mặt ốc sên đâu? Đây là một hình tròn đấy chứ, đúng không nào? Chà, bây giờ chúng mình buông tay ra. Rồi, và làm gì? Dùng thao tác gấp, chúng mình gấp một chút phần đầu giấy lại. Và cô quận hơi chặt tay thế nào, giữ lỏng lại một chút xíu. Chúng mình có hình dung ra giữa bạn ốc sen không? À, cô sẽ thêm hai dải giấy để làm sợi râu cho bạn ốc sên, giống như hai chiếc mắt của ốc sên phía trên, đúng không nào? Cô sẽ sử dụng giấy màu xanh nhé. Cô cũng cắt hai dải giấy nhỏ. Cô được hai dải giấy nhỏ rồi, và bây giờ cô sẽ dán hai dải giấy nhỏ lên phía phần đầu của tờ giấy này nhé. Chúng mình cùng cho xem. Có vẻ như là vẫn chưa ra hình bạn ốc sên đúng không nào? Và bây giờ cô sẽ cắt thêm hai hình tròn nhỏ xíu để dán lên phía trên đầu hai dải giấy này nhé. Cô chọn giấy màu vàng để cắt hai hình tròn nhỏ. Một hình tròn nhỏ.
Một hình tròn nhỏ tiếp theo. Vậy là cô đã được hai hình tròn nhỏ rồi. Và bây giờ cô sẽ gắn hai hình tròn nhỏ lên phía trên hai giải giấy này nhé. À, để cho giống mắt bức sen hơn thì cô cũng sẽ vẽ thêm hai chấm tròn. Thêm một chiếc miệng xinh của bạn ốc sên nữa nào. Bạn ốc sên đang mỉm cười với chúng mình đấy. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các bạn làm được hai chú ốc sên nhìn rất là dễ thương và đáng yêu đúng không nào? Và còn rất nhiều những sản phẩm thú vị khác mà chúng ta có thể làm được từ những nguyên vật liệu đơn giản như thế này đấy. Và giờ sau cô sẽ tiếp tục cùng với các con và hướng dẫn các con làm những sản phẩm khác đáng yêu hơn nhé. Bây giờ cô xin chào tất cả các con.